mang hàng nóng đi cướp ngân hàng, hai thanh niên bỏ của chạy lấy người chỉ với một cái bấm chuông của bác bảo vệ. Có lẽ vì thèm cảm giác được ăn Tết ở trong... Mới đây, hai thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã liều lĩnh thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Để rồi xuân này và có thể còn rất nhiều xuân nữa, hai anh sẽ khó có thể đón giao thừa cùng gia đình. Theo công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1, hai thanh niên đội mũ, bịt mặt đã dùng hàng nóng nghi là vào một con dao, rồi sau đó xông vào chi nhánh ngân hàng Aribank tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, kẹp cổ nhân viên bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng lấy một túi tiền. Sau khi nhân viên bỏ tiền vào một cái túi, toàn tiền mệnh giá 100.000 đồng nhưng chưa xác định tổng giá trị bao nhiêu. Hai nghi phạm định lấy túi tiền rời đi thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động. Nghe chuông vang lên, hai nghi phạm đã vứt lại túi tiền rồi bỏ của chạy lấy người bằng chiếc xe máy, mặc dù chỉ mới nghe âm báo động vang lên. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay, theo thông tin ban đầu, hai kẻ cướp chạy về hướng huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Tuy nhiên, theo hướng đó cũng có thể rẽ về huyện Nông Sơn. Lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với công an các địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung truy xét bắt hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng này. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các vụ trước thì có lẽ muộn nhất là đêm cùng ngày, cả hai thanh niên sẽ được nhận lắc bạc hình còng số 8 và chính thức ký bản hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ Juventus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.